Em Tuấn ở đây xin chào tất cả các bác. Trong video buổi sáng ngày hôm nay thì em Tuấn sẽ lên sóng để giới thiệu và chia sẻ đến các bác cùng tham khảo một cặp bánh carbon. Một cặp bánh chính hãng đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Mavic. Dòng bánh này là dòng Mavic Cosmic Pro Carbon SL các bác nhé. Là một cái phiên bản rất là cao cấp của Mavic. Bánh là bánh full carbon, sử dụng cái bản vành cao là 4 phân. Em sẽ đo thực tế luôn. Bản vành cao 4 phân các bác nhé. Và sử dụng vỏ ruột rời, tức là dùng xăm lốp rời các bác nhé. Cặp này thì nó có cái bản vành là hông 17C. Đây trên cái thông tin của cặp bánh thì nó sẽ có này. Hông là 17C các bác nhé, sản xuất tại Romani. Hàng chính hãng của Mavic. Carbon của nó rất là cứng, cực kỳ là cứng luôn. Và cối líp con này thì đang sử dụng cối líp 11. 11 thì các bác sẽ lắp được líp 11 của Shimano và SRAM. Các bác nào mà lắp líp 8, 9, 10 thì các bác sẽ thêm một cái vòng đệm ở đây. Em sẽ kèm thêm cho các bác một cái vòng đệm để các bác có thể lắp được líp 8, 9, 10 các bác nhé. Căm là căm dẹt xé gió. Và cái bản này thì nó có cái tem màu vàng rất là đặc biệt. Tem màu vàng của Tour de France. Đấy, tem này khi mà các bác quay bánh thì nó tạo thì hiệu ứng rất là đẹp. Tem vàng Mavic. Hàng chính hãng. Cặp này thì nó có giá xuất xưởng rất là cao các bác nhé. Dòng Mavic Cosmic Pro Carbon SL này nó có giá xuất xưởng là khoảng 999 bảng Anh. Nếu mà nhân theo tỷ giá tiền Việt thì nó tầm khoảng 32-33 triệu. Đấy là lúc mới. Còn cặp bánh thì đã qua sử dụng lướt rồi. Nó sẽ có mức giá rất là hợp lý để các bác sử dụng. Giá thì nó chỉ bằng một nửa thôi các bác nhé. Chưa tới một nửa so với giá mua mới. Cặp này thì em đang bán là 16 triệu 500 nghìn. 16 triệu 500 nghìn bao ship. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để cho các bác cùng xem về hình thức của cặp bánh, để xem nó độ mới nó ra làm sao. Cặp này theo em đánh giá thì nó còn khoảng tầm 95% các bác nhé. Độ mới tầm khoảng 95%. Sử dụng bạc đạn trước sau. Bánh trước bánh sau đều sử dụng bạc đạn. Rất là mượt. Đó, đây là phần bánh trước các bác nhé. Bánh trước đây. Tem là tem màu vàng. Khi mà các bác quay bánh thì nó tạo được hiệu ứng rất là đẹp. Đấy, chỗ này thì nó cũng bị chầy nhẹ một chút cái phần tem vàng này. Má thắng thì còn rất là đẹp các bác nhá. Má thắng còn rất là đẹp và nó lộ những cái vân carbon. Cái vân carbon của cả bánh này. Carbon của nó rất là cứng các bạn. Cực kỳ là cứng luôn. Các bác sử dụng có thể sử dụng được lốp không xăm và lốp có xăm, tức là dòng tubeless và dòng clincher đều ok các bác nhá. Các bác sử dụng lốp không xăm thì các bác sẽ dùng lốp từ 25 trở lên các bác nhé. Từ 25 cho tới 32 nếu mà sử dụng lốp không xăm. Còn lốp có xăm thì các bác cứ dùng thoải mái. Lốp có xăm thì có thể từ 23, 23 cho tới 32 đều ok. Đó. Mavic tem vàng rất đẹp. Cái phần trục của bánh trước thì nó có dòng chữ Mavic. Một cái sọc màu vàng ở trên cái phần đùm trước này. Đấy. Bạc đạn của nó thì rất là mượt rồi. Em sẽ quay một vòng xung quanh của bánh trước các bác nhé, để cho bác cùng ngắm. Đó, má thắng thì còn khá là đẹp. Cái giải tem màu vàng này khi mà nó quay bánh tạo thì hiệu ứng rất là đẹp các bác ạ. Má thắng còn khá là ok các bác nhé. Căm là căm dẹt xé gió này. Và đây là cái phần mặt phía bên đối diện. Đấy, mặt đối diện này. Bạc đạn rất là mượt. Căm dẹt. Và đây là cái phần vành bánh phía bên ngoài. Mavic Cosmic Pro Carbon SL. Bản vành cao 4 phân các bác nhé. Và chân đũa thì là chân đũa ngoài, chân cam ngoài. Nó sẽ bắt trực tiếp vào cái phần carbon ở đây. Vân carbon rất là đẹp các bạn. Đây là phần dây tim bên trong. Dây tim cũng là dây tim của Mavic. Sử dụng vỏ ruột rời hoặc là dùng vỏ không xăm đều được các bác nhé. Rồi em sẽ quay bánh sau. Đây là cái phần ngoài của bánh sau này. Cosmic Pro Carbon SL. Vân carbon cực kỳ đẹp luôn các bạn. Cứng như đá luôn. Đây là mặt bên đối diện cối líp các bác nhé.
tem Mavic này. Dòng Mavic hiện tại trên thị trường thì nó có những cái cặp bánh bằng nhôm các bác nhá, những cặp bánh bằng nhôm mà có một cây căm màu vàng đấy. Thì rất nhiều người ta đang bán những cặp bánh đấy là hàng copy, hàng fake. Các bác lưu ý là dòng Mavic thì nó chỉ có dòng carbon mái nhôm và bánh carbon thôi. Còn những cặp bánh nhôm mà cái bản cao 4-5 phân ấy mà người ta hay bán, hay lắp trên những chiếc xe ấy, là nó là hàng copy các bác nhá. Những cặp ấy thì nó chỉ giá tầm khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu thôi, rất là rẻ thôi. Còn em Tuấn thì chỉ có bán hàng chính hãng thôi các bác nhá. Cam kết với các bác là chỉ bán hàng chính hãng thôi. Không bán hàng fake, không bán hàng copy. Đây là cái phần đùm sau thì nó cũng có cái biểu tượng có dòng chữ Mavic ở chính giữa đùm và một cái sọc màu vàng. Đây là phần cối các bác nhá. Cối thì sử dụng ratchet. Ratchet tức là sử dụng bánh răng. Em sẽ tháo cái phần cối này ra để cho các bác cùng xem luôn. Và bánh thì có kèm theo cả ti bật các bác nhá. Ti bật zin của Mavic luôn. À, ti chính hãng của Mavic. Đều có mã số các thứ đầy đủ hết. Em sẽ tháo cái phần cối lip này ra để cho các bác cùng xem nhé. Cái này dùng tay sẽ tháo được cái phần cối này ra. Tháo cái nắp chụp này ra được các bác nhé, tháo bằng tay. Đây, cối thì nó sẽ sử dụng ratchet, tức là sử dụng bánh răng như này. Đây, cái phần ratchet thì nó sẽ tiếp xúc. Có một cái lò xo để đẩy cá này. Đẩy bánh răng. Đó. Đây là cơ cấu ratchet của dòng bánh Mavic Cosmic Pro Carbon SL. Đấy. Bánh răng nó sẽ tiếp xúc vào cái răng ở trong này các bác nhé. Và em sẽ quay thử cho bác cùng nghe cái tiếng cối líp của cả bánh. Sẽ quay thử cái tiếng cối líp để cho bác cùng nghe nhé. Các bác có thể thấy là cái hiệu ứng ở trên cặp bánh nó tạo ra hiệu ứng rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Và cái tiếng cối líp của nó thì kêu rất là hay các bác nhá. Kêu như là máy bay phản lực luôn các bạn. Hiệu ứng rất đẹp, hiệu ứng vào bánh rất đẹp. Và tiếng cối líp thì kêu rất là hay. Đó. Cặp này thì giá chưa bằng một nửa so với giá mới các bác nhá. Giá cặp bánh 16.500.000 bao ship. Vâng, và video ngày hôm nay thì em xin phép được kết thúc. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Bác nào mà quan tâm thì có thể alo cho em Tuấn HD có số điện thoại của em ở trên màn hình. Số điện thoại của em là 0888391992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Và giá này thì em đã bao ship tận nơi cho các bác rồi các bác nhé. Các bác nào mà quan tâm thì có thể alo trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.